Mời cộng đoàn lắng nghe tin mừng Chúa Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta mừng đại lễ Phục Sinh. Bài tin mừng hôm nay cũng như tin mừng trong suốt tuần Bát Nhật sắp tới đây được chọn lựa không gì khác hơn là để minh chứng, để khẳng định và bảo vệ cho chân lý có thể nói là tối thượng của đức tin Kitô giáo, đó là Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh từ cõi chết. Vì như Thánh Phaolô khẳng định, nếu Đức Kitô không được Thiên Chúa đánh thức dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng vô nghĩa. Như vậy, mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là tâm điểm của đức tin Kitô giáo. Niềm tin Kitô giáo có đứng vững hay sụp đổ thì đều tùy thuộc vào biến cố phục sinh này. Kính thưa cộng đoàn, trước hết cần phải khẳng định ngay rằng biến cố phục sinh của Đức Giêsu không đơn thuần là phép lạ về một xác chết được hồi sinh. Vì nếu như vậy, thì rốt cuộc nó cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời chúng ta. Nó cũng chẳng quan trọng gì hơn việc các bác sĩ hồi sinh cho một người đã tắt thở. Một biến cố hồi sinh như thế sẽ chẳng tạo ra cái sự đổi thay nào cho thế giới và cho cuộc sống của chúng ta. Phép lạ sống lại cũng chẳng khác gì chuyện sống lại của anh thanh niên ở Na-im trong tin mừng Luca, của con gái ông Gia-a ở tin mừng Marco, hay là của anh Lazaro trong tin mừng Gioan. Và những kẻ được hồi sinh đó rồi cũng sẽ trở về lại với cõi chết mà thôi. Các dữ kiện của Tân Ước cho thấy rõ ràng rằng việc sống lại của Đức Kitô không phải là chuyện hồi sinh trở lại sự sống bình thường như những cái nhân vật mà chúng ta vừa liệt kê. Nhưng sự sống lại của Đức Kitô là đi vào một sự sống hoàn toàn mới. Sự sống này không còn bị lệ thuộc, nhưng vượt ra ngoài những cái định luật của sinh tử, những định luật của không gian và thời gian. Đồng thời, một sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa cũng được mở ra cho tất cả chúng ta. Nếu trước đây, khi Chúa Giêsu chưa phục sinh, thì tương lai của loài người chúng ta sau cái chết là cái gì đó rất mù mịt, u minh, thì với sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta được mặc khải để biết chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ được sống lại với một sự sống mới hoàn toàn khác biệt với sự sống mà chúng ta đang có bây giờ. Đó là một tương lai đổi mới đầy tươi sáng, khi chúng ta được giải phóng khỏi bóng tối của sự chết chính là tội lỗi. Điều mà Thánh Phêrô đã khẳng định trong câu kết luận của mình nơi bài đọc 1. Phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Và thêm nữa, đó là một tương lai của những con người thuộc thượng giới và tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Những con người mà sự sống mới hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa, nhờ được trỗi dậy cùng với Đức Kitô như lời Thánh Phaolô gợi mở trong bài đọc 2.
Và một vấn nạn đặt ra cho chúng ta là: vậy thì Chúa Giêsu Kitô có sống lại hay phục sinh thật hay không để mà chúng ta tin? Và nhiều người không có đức tin cũng đặt ra câu hỏi như thế. Vâng, như đã nói ban đầu, tin mừng trong suốt tuần Bát Nhật cũng như là xuyên suốt mùa phục sinh sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều chứng tá về sự phục sinh của Đức Kitô. Và tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta một chứng tá, đó là hình ảnh về ngôi mộ trống. Trước hết, ngôi mộ nói lên cái chết thật sự, một cái chết chung phần hoàn toàn với số phận của người trần. Với cái chết cay đắng trong mộ, kết cuộc của Đức Giêsu xem ra vô vọng. Ai cũng biết mộ của người ở đâu. Và chắc chắn chúng ta sẽ không còn gì để nói tiếp nếu không xuất hiện tình tiết về ngôi mộ trống. Dĩ nhiên, mộ trống chưa hẳn là bằng chứng cho việc sống lại. Theo trình thuật tin mừng hôm nay, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ và bà nghĩ rằng ai đó đã đánh cắp xác thầy mình. Và đó cũng thực sự là băn khoăn của mỗi chúng ta. Quả thật, mộ trống không hoàn toàn minh chứng được việc sống lại. Nhưng một câu hỏi ngược lại được đặt ra đó là: có thể nào Đức Giêsu đã sống lại mà xác người vẫn còn ở trong mộ không? Chắc chắn là không thể nào. Vì với não trạng thời đó cũng như ngày hôm nay, nếu bảo sống lại mà xác vẫn còn nằm trong mộ thì chẳng ai tin nổi. Vì thế phải nói rằng, dù việc ngôi mộ trống không thể chứng minh cách tuyệt nhiên cho sự sống lại, nhưng nó đã là điều kiện cần thiết cho niềm tin sống lại. Bởi vì người ta quan niệm sự sống đi liền với thân xác và con người toàn diện. Ở đây chúng ta có thể liên tưởng đến lời Thánh Vịnh 16: vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Đây là Thánh Vịnh nói về vua David, nhưng là David chung cuộc. Và David chung cuộc này không ai khác chính là Đức Giêsu. Người sẽ không phải nhìn thấy sự rửa nát của thân xác mình, người sẽ phải được sống lại thật sự. Không nhìn thấy sự rửa nát thân xác, đó chính là định nghĩa của sự sống lại. Thời Đức Giêsu, sự rửa nát được coi là dấu hiệu chết thật sự. Rửa nát thân xác có nghĩa là sự chết toàn thắng và con người được trả lại về vũ trụ. Con người xác phàm không còn nữa, nó chỉ có thể còn là một cái bóng mập mờ ở trong cõi âm ti mà thôi. Với cái nhìn đó, giáo hội sơ khai tin rằng xác Đức Giêsu đã không rửa nát và vì thế người không ở lại trong cõi chết. Người thực sự đã chiến thắng sự chết. Và trong ý nghĩa đó, mộ trống là một sự kiện đúng theo Kinh Thánh, một sự kiện quan trọng trong niềm xác tín phục sinh. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa lượt qua đôi chút về bản chất và ý nghĩa của biến cố phục sinh. Chúng ta cũng đã nói đến một trong những chứng tá của tin mừng về biến cố này, đó là hình ảnh ngôi mộ trống. Và như vậy, hai suy tư liên quan được gợi lên cho đời sống chúng ta như sau. Thứ nhất, như đã nói, biến cố phục sinh của Đức Giêsu Kitô mở ra cho chúng ta một ngưỡng cửa để bước vào sự sống thần linh cùng với Đức Kitô. Và đó chính là niềm vui thực sự mà biến cố phục sinh mang lại cho chúng ta, chứ không phải chỉ là niềm vui bên ngoài của một đại lễ long trọng, hoành tráng hay là tiệc tùng rồi nghỉ ngơi. Và dĩ nhiên, để được hưởng nếm niềm vui đó thì cũng có những đòi buộc nhất định dành cho chúng ta. Chúng ta không thể đón nhận sự sống mới nếu chúng ta không chấp nhận, từ bỏ hay cố gắng gột rửa con người cũ đầy tội lỗi của mình. Chúng ta sẽ không thể bước vào ngôi nhà của Thiên Chúa với lĩnh kỉnh đủ thứ đồ đạc, hành trang không phù hợp với ngôi nhà đó. Như Thánh Phaolô khuyên nhủ, chúng ta không thể thuộc về thượng giới nếu cứ chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thứ hai, mỗi người trong chúng ta hôm nay cũng cần phải trở nên một ngôi mộ trống để làm chứng tá và nói cho thế giới biết về một Đức Giêsu Kitô đã phục sinh từ trong cõi chết.
Chúng ta trở nên ngôi mộ trống không theo nghĩa là một ngôi mộ không có Chúa Giêsu ở trong đó, nhưng đúng hơn là một ngôi mộ không có thân thể rửa nát của Đức Giêsu bên trong. Thật là trớ trêu nếu một mặt chúng ta muốn làm chứng cho một đấng phục sinh, nhưng mặt khác chúng ta lại phô diễn ra cho nhân sinh thấy cái thân thể rửa nát của đấng ấy hiện diện ngay nơi đời sống của chính chúng ta, ngang qua những đam mê dục vọng, những gương mù, những cách hành xử hay là một lối sống tệ hại. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và ra khỏi mồ. Chúng ta cũng hãy can đảm chiến đấu với bóng tối ngay trong chính mình và phá tan cái nấm mồ tội lỗi đang giam hãm và làm cho chúng ta rửa nát mỗi ngày. Chỉ cần chúng ta có tinh thần và ý muốn chiến đấu, chắc chắn ân sủng và ơn nâng đỡ từ chính đấng phục sinh sẽ dẫn đưa chúng ta đến một chiến thắng hiển vinh, với phần thưởng là sự sống đời đời trong Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, niềm vui phục sinh hôm nay phải là niềm vui dẫn chúng ta đến sự đổi mới. Đổi mới trong tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm, theo khuôn mẫu hy sinh đầy yêu thương của Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng ta. Để rồi, nhờ sự đổi mới này, chúng ta có thể được thông dự vào chính sự sống mới mà đấng phục sinh đã mang lại. Có như thế, thì niềm vui phục sinh mới thật sự là niềm vui cứu rỗi cho chúng ta. Hallelujah! Trần thế Hallelujah, đã chết cho đời Hallelujah, và đã sống lại Hallelujah, hát lên người ơi Hallelujah, hát lên người ơi Hallelujah, sáng tươi huyền diệu Hallelujah, là một kiếp người Hallelujah, được Chúa thương yêu Hallelujah. Hát hỡi những ai xuôi chiến thất vọng, mừng hát hỡi những ai ôm niềm đau, vì có Chúa tình yêu đang ở với ta. Chúa yêu trần thế Hallelujah, đã chết cho đời Hallelujah, và đã sống lại Hallelujah, hát lên người ơi Hallelujah, hát lên người ơi Hallelujah, sáng tươi huyền diệu Hallelujah, là một kiếp người Hallelujah, được Chúa thương yêu Hallelujah. Mừng hát hỡi những ai lê đời khó nghèo và ai chớ chùi ngay trên giường trên, vì có Chúa trời đất đang ở với ta. Xây cho trần gian, vì có Chúa tạo hóa đang ở với ta. Chúa yêu trần thế Hallelujah, đã chết cho đời Hallelujah, và đã sống lại Hallelujah, hát lên người ơi Hallelujah, hát lên người ơi. Một kiếp người Hallelujah, được Chúa thương yêu Hallelujah. Mừng hát hỡi những ai mơ mùa thái hoa và ai đang mạnh tay tan lửa chiến,
vì có Chúa bình yên đang ở với ta. Chúa yêu trần thế đã chết cho đời và đã sống lại. Hát lên người ơi, hát lên người ơi, sáng tươi huyền diệu là một kiếp người được Chúa thương yêu.